Xin chào quý vị các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về thiết bị giám sát hành trình dành cho xe công trình. Vì về trong xe công trình thì ví dụ như là xe bom, xe ben, xe công xe lơ, thì những cái xe này là có đặc thù là đi vào các môi trường rất là khắc nghiệt, rung sóc. Vì vậy nên cần với thiết bị riêng biệt cho nó với khả năng chống chịu môi trường va đập cao. Thì đây là thiết bị giám sát hành trình với hai checking. Đây là phần cứng của thiết bị. Thiết bị này thì bao gồm có một dẫn nguồn, một gen GPSM và đây một gen GPS. Thì thiết bị nào cũng vậy thôi. Thì đây là thiết bị. Với thiết bị này thì thực ra nó cũng chỉ nếu mà ta so sánh cả video trước tôi đã giới thiệu về thiết bị GT02 thì thiết bị này nó cũng có chức năng định vị tương tự như vậy, chức năng định vị rất là tốt. Nhưng ngoài ra chức định vị thì nó có thêm một số chức năng mở rộng đi kèm, ví dụ như là quản lý được, ví dụ như là xe ben thì có quản lý về đổ ben, lên ben, xe bom thì quay lu, hay là xe container thì có sẽ một số phần về đóng mở cửa máy lạnh hay đèn báo, rất nhiều chức năng mở rộng. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu cụ thể sau cho các bạn. Đây là dây nguồn thiết bị. Thì với dây nguồn thiết bị này ta sẽ gồm có, tôi giới thiệu các bạn qua các bạn, đây là dây đỏ là dây dương, dây đen dây âm, dây màu xanh lam này là dây báo xung tốc độ, và xanh dưới là xăng dầu. Các cái chân vàng là chân trạng thái điều khiển. Ví dụ như là các bạn muốn điều khiển ngồi trên máy tính rất là từ xa, kể cả trong miền Nam miền Bắc, các bạn có thể điều khiển, ví dụ điều khiển tắt lổ máy hay điều khiển đổ ben lên ben từ xa, nhưng thực ra chức năng này rất là khó kiểm soát nên là chúng tôi cũng ít dùng. Còn đâu đây là chức năng mở rộng của chúng ta, gồm có các chức năng trạng thái, ví dụ là đó tắt mở máy này, đóng mở cửa hay điều hòa này, đổ ben lên ben này, rồi là quay lu của xe bom này, rất nhiều chức năng mở rộng khác. Thì đây là thiết bị dành cho riêng biệt những xe công trình. Đây về đây sau đây tôi sẽ lắp đặt qua cho các bạn xem về thiết bị hoạt động như thế nào. Thì đây chúng ta sẽ phải làm nguồn trước, chính tất nhiên là bao giờ cũng phải làm nguồn trước. Thì các bạn sẽ phải tìm nguồn trên xe, nguồn dương nguồn âm trên xe. Sau khi tìm được thì chúng ta sẽ lắp vào thiết bị. Giả sử tôi đây là tôi đã nguồn xong, tôi đã tìm được và tôi sẽ lắp vào thiết bị luôn. Đây dương và âm, hai nguồn quan trọng nhất. Sau khi lắp dương âm này, nếu mà theo yêu cầu của chủ xe, nếu mà muốn quản lý một số chức năng mở rộng đấy thì chúng tôi sẽ lắp thêm cho các bạn theo các chức năng mở rộng đó. Sau khi lắp xong thì chúng tôi sẽ lắp vào thiết bị. Với thiết bị này thì nó có pin dự phòng bên trong, nên giả sử chúng ta không có nguồn, khi mà nguồn tắt máy thì thiết bị vận động. Đây ví dụ thiết bị động thì hai đèn nó sẽ là nhấp nháy để báo hiệu trạng thái của thiết bị. Ví dụ đây là đèn một xe cây báo hiệu trạng thái sóng ZM. Khi nó đứng đèn tức là đèn nháy một giây trên một lần thì tức là đèn sóng rất là tốt. Và đây là báo hiệu sóng GPS. Thì khi nó lái cũng nháy một giây trên lần thì tức là tín hiệu đã bắt đầu bắt rất là tốt rồi. Thì đấy. Giờ chúng ta sẽ phải lắp anten vào. Đây lắp anten GPS. Đây là anten GSM. Đấy thì với thiết bị này chắc chắn là chúng tôi đã phải lắp sim trong này trước rồi. Và lắp sim trong này thì thiết bị có thể hoạt động được và gửi dữ liệu lên hệ thống để còn cho người giám sát báo cáo. Đây tôi ví dụ các bạn nhìn. Đây là mỗi đèn đã nháy là một giây một lần, tức là sóng thiết bị đã bắt đầu rất là tốt. Đây với... Như vậy là tôi đã giới thiệu qua cho các bạn về thiết bị dành cho xe công trình. Đây là thiết bị chịu về va đập, va chạm môi trường nóng ẩm rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi.